Xem màn tỏ tình của anh chị phải chục lần. Ủa, anh đọc cái gì ở đâu em? Đây nè, xem màn tỏ tình của anh. Anh nhớ SEO, anh nhớ SEO. Nè, xem màn tỏ tình của em phải chục lần. Cảm ơn, em cảm ơn anh chị nhiều. Em cảm ơn. Tắt lại đi nhậu chị ơi. Thôi tắt, tắt đi nhậu. Tắt, tắt đi, tắt đi nhậu, tắt đi nhậu. Ra, ra, tôi tắt đi nhậu, đi nhậu. Bye, 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 nhậu nha. Người ta đi nhậu cái là hỏi chị giỏi tiếng Hàn quá vậy. Cảm ơn em chị Minna kìa. Minna đã vô đây ăn kim. Minna thật ra rất là quản lý của chị đó. Nó đang coi cái buổi live stream này có tốt không, có như là hiệu quả như là mong muốn hay không. Hay kẹt đặt ra là bao nhiêu. Đúng rồi, hay kẹt đặt qua là bao nhiêu mà phải làm gì phải làm gì trên đây đó. Nắm tay đi. Không. Không. Đòi quá à. Hay đòi ghê. Người ta làm gì là chuyện người ta bà khoái. Anh lưng cười nhúng thuộc. Bữa là ai nữa? Bữa là ai? Nấu mì, nấu mì. Anh mới đi đi. À rồi, nấu mì, nấu mì. Ok, ok, ok. Biết không? À, em nói nấu mì thì anh có biết cái chị đâu. Trời cái gì hút phượng gì trời. Là đó, à bây giờ là kiểu vừa ăn xong rồi vừa live stream rồi đúng không? Không, anh cười giấu. À. Ủa, các bạn không, chắc là giờ này các bạn vừa đang thức lắm á, thức nhiều lắm. Đúng rồi, 9 giờ. Tiếng Hàn có khó không ạ? Khó lắm em, đúng thật. Khó lắm. Hai học nhức đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Không cua tê thì sẽ không xuất hiện được đâu ở đây đâu các bạn. Không lẽ như là bây giờ, không lẽ khi mà mình mang với một không khí lúc nào cũng đầy cái sự mà gọi là hung hăng sao được đúng không? Đúng rồi. Mình phải dễ thương các bạn mới thích có chứ. Lúc này lúc kia. Nếu lúc nào tốt quá chừng. Cảm ơn em. Bạn đừng bôi. Tóc anh luôn. Ủa mọi người đừng có nói cái tóc nữa, anh luôn anh ngại là chị tắt like luôn đó. Ok. Anh luôn đẹp trai mà trời. Học tiếng Anh. Hay là anh sẽ nửa nửa mặt cho nó đỡ. Em cũng nửa nửa cái mặt đây cho nó. Ai khen anh luôn đẹp trai đi vô lại. Ngó vô thấy sao rồi. Ai khen này cái ngó vô. Bây giờ ai khen anh luôn đẹp trai thì chị mới vô lại. Anh chị làm trái tim đi hả? Ok, làm trái tim anh ơi. Đây, trái tim này, trái tim lớn ha. Ok, trái tim lớn nè. À, đổi nè. Ok. Ok không? Anh luôn đẹp trai quá trời. Rồi, vô, tôi vui với mặt trường, cái mặt vô xíu. Cộng đồng mạng, đúng là cộng đồng mạng. Đúng là cộng đồng mạng. Dễ bị dắt ha. À, chết rồi, không được. Cắt liền, cắt liền. Nên chị quá, anh luôn cười một cái tận Cà Mau con kia. Trời ơi, vậy đem vô mấy con cua lên đây ngồi nhậu. Anh thích ăn cua không? Cua Cà Mau ngon lắm nha. Anh đi Cà Mau anh thích ăn cua lắm. Mọi người ơi, anh luôn thích ăn cua, mọi người hãy tinh tế. Ủa? Và gửi cua cho anh đi luôn kêu mình. Alo. Đây thấy chị Duyên khác hẳn mọi hôm. Chứ sao trời. Nó nghe nè, nôn quá, mấy bé nôn quá nha, mấy bé nôn quá, từ từ thôi để anh đọc comment chứ không đọc được. Anh luôn cũng lớn tuổi rồi mọi người. Mọi người nhắn từ từ thôi. Mọi người sao mọi người gõ liên tục liên hồi ha. Anh luôn cũng lớn tuổi rồi. Anh luôn 18 tuổi đúng rồi. Anh chị nhìn nhau 30 giây đi, anh chị nhìn nhau ở trên tỏ tình Hoàng Mỹ rồi đó, anh tua lại cái đoạn đó coi nha. Anh chị nhìn nhiều rồi. Anh luôn 10 điểm không có nhưng. Đúng rồi, 10 điểm. Đặt vé đi hàng ngắm hoa vàng hoa đỏ thôi chị ơi, có ai tài trợ không ạ? Chứ vào Luca hãy tài trợ cho chúng em một chuyến đi hàng đó, để ngắm hoa đồ rơi rồi đó. Kiên Giang đợi anh chị về ăn cua. Kiên Giang gì có cua đâu bây giờ. Có hả? Có cua ngon nha. Ủa, anh tưởng nó Cà Mau mới ngon chứ đâu. Kiên Giang có cua. Ủa vậy hả? Những bạn nào? Bạn của em hả? Em mang lên cho anh. Thôi, mang gì mất công trời. Nói gì đâu. Thôi.
thì anh thích ăn thì em gửi cho. Thôi cảm ơn. Về đặt ngày ngại lắm. Ngại đồ. Nhắc vậy cho đưa cho em bắt là thùng. Em chị. Em diễn diễn dùm nhường chị Diêm cho em đi. Ok nhường nè, nhường luôn các bạn. Nhiều luôn, nhiều tới nái luôn nha. Có cần đọc địa chỉ qua ship luôn, đem về luôn nè. Em luôn cười đẹp xỉu. Đẹp cả đôi, kiểu anh mỗi lần anh cười đó như là anh tỏa năng lượng cho mọi người á. Thích lắm. À dạ, kiểu vậy mình kiểu lành đó. Đúng rồi, kiểu lành. Thấy anh vui mọi người cũng vui theo á. Kiểu nhìn anh kiểu do chắc là em sao em là mọi người chữa lành, em chữa lành mọi người bằng cách gì, hát hả? Không, em làm anh chọc mọi người cười đó. À dạ. Em hay nói kiểu sàng cho mọi người vui á. Cái mọi người quen á, mọi người quen cái mọi người thích. Cái này cái em dịu dàng cái mọi người không chịu. À em dịu dàng không chịu đúng không? Chị Duyên đẹp quá, chị Duyên giống người Hàn. Vì anh ơi xưa cho nên chi mì tạo. Chi mì tạo. Tại tiếng Hàn của em đó hả? Ờ chi. Chinh nghề. Chinh nghề. Thì nó hạ ra là Trung Kỳ á. Trung Kỳ á? Wow, bằng thơ rồi. Em biết cái nghề đúng không? Biết. Nhưng chị Duyên cho em đi. Ghét. Đó. Cái con người này đáng yêu quá. Ủa là hai người nào đâu có xuất hiện trong màn hình đâu trời. Hai người nào? Hai người nào ta? Trong nhóm bạn Duy Hải lúc trước. Chị á ha. Chị Duyên giống như xù. Ôi chị cảm ơn. Chị nhường anh luôn cho em đi. Này nhường em ơi, nhường tới luôn á. Ai tới thì lấy nha. Nhường tới luôn á. Nhường. Anh chị nhường hết. Với bản nhường. Đúng rồi. Anh chị là nhường hết thoải mái. Đây luôn. Các bạn này. Tới lấy giùm. Nhường đi, tới lấy thoải mái giùm nha. Thoải mái. Ui trời. Mở học phô la chim anh chị. Mẹ biết mẹ buồn đó, đừng bỏ học nghe. Ủa thường là em hay livestream là bao nhiêu người xem? Em livestream 40 người xem. Hả? Em livestream 40 người xem. Trời vậy hả? Bữa nay có anh á. Trời, em hiểu anh á, anh like mấy bạn chút xíu xíu vào xem nha, các bạn hiểu được cũng mấy chục. Mình bán lẻ á. Cho bác sĩ nè. Đúng rồi. Ôi luôn hài thì anh luôn hài lắm mọi người. Ok. Ai mà con gái mà hay là mắc cướp hay gì đó đi mà đi ăn với anh luôn là chọc cười là nứt cái nền luôn mọi người. Nứt cái nền luôn là đi với anh luôn là phải để mặt mọc cười cho nó vui. Vui á. Mô này là hai người là gì là đây tụi anh đang tìm hiểu nhau nha. Mọi người từ từ thôi, mọi người đừng có hối thúc anh chị quá. Kiểu anh chị cũng là con người, cũng có cảm xúc này kia đó. Nên là từ từ thôi, mọi người đừng có...
mọi người vội quá, mọi người vội vội với lại mọi người có vẻ như kéo gia đình vào xem luôn hay sao, nó đông kinh khủng luôn nha. Người mọi người kêu comment kìa. Anh chị đi đâu vậy ạ? À? Anh chị đi ăn tối thôi. Đi ăn tối gặp gỡ nhau, nói chuyện, tâm sự nhỏ to, chuyện mới lớn. Đúng rồi, em gọi dòng họ Đức Anh nói gì? Em gọi dòng họ vô coi mà dữ vậy sao? Dữ vậy sao Đức Anh? Dữ vậy sao? Chút nữa để anh nói anh em nha. Bảo Đức Anh năm nay phải làm sinh nhật lớn. Dữ vậy? Nhớ như là tháng 12 hay gì đúng không? Ừ, tầm tháng 1, tháng 1. Tháng 1. Quá hay, hay cũng làm sớm. Ừ. Hôm nay sinh nhật của Đức Anh chắc một mét vuông một cặp đôi. À không, một mét vuông là hơi quá. Một cái bàn, một cái ghế ngồi, hai đứa ngồi chung cái ghế. Đúng sinh nhật của Đức Anh dưới vuông là cũng như là tổng kết show, tổng kết năm học vậy đó. Các bạn nằm về với nhau để hội tụ sinh nhật Đức Anh. À, ở lại lớp là lúc đó là nhận giá trị lại. Sinh nhật năm nay to lắm, mọi người chuẩn bị đi, trốn nha. Trốn. Tốn tiền. Trốn. Ừ, nghe phè ghê ha. Thì nghe nó cũng là nghe hèn phè, hèn hè ghê. Nhưng mà vui mà, tụi mình thân nhau mà tụi mình giỡn. Ờ. Tụi mình thân nhau thì tụi mình giỡn đi thôi. Chưa sinh nhật của bạn à. Tụi mình phải tới chứ. Rồi năm ngoái quẩy đúng nhiệt luôn. Này là có fan của anh vào, nãy có con bé kia đó vào đó. Các bạn xem đây là đến từ nhà trai chào chị. À, đến từ nhà trai chào chị, chào em. Bé Long Quách đó. Đó là bé đó là chữ FC của anh. Hello bé Long. Hùng. Mọi người kêu hùng hoài vậy mọi người. Đây là cái live stream của mình kiểu ấy, kiểu nghiêm túc xíu. Đúng không? Tại vì người lớn hay em bé còn coi nó mình thì... Đúng rồi, mình phải giữ hình ảnh chứ đúng không? Đúng. Anh chị ngại mà đúng không? Anh chị cũng ngại chứ bộ. Khắc em bé nào coi. Bé mình lớn là bây giờ phải ép bằng được đây là tao. Anh chị nha. Anh chị có tướng phu thê quá hả? Ờ, cảm ơn em. Em mà thì những mặt càng đỏ đỏ gì vậy ta? Anh ngồi xa. Ngồi xa để đỡ được không? Xa đỡ luôn. Nhưng mà ngồi xa quá thì mình sẽ không thấy gì nên. Ừ. Tức anh nói gì mà nên tụi nó cảm ơn em nữa chứ. Ờ đúng rồi, phải cảm ơn Đức Anh. Tại vì bữa đó cái mình gặp nhau đó. À, cảm ơn Đức Anh. Cảm ơn Đức Anh với Dung Diệp. Ủa anh vậy là anh chả hề bố với em gì. Lúc anh lên chương trình anh còn truyền động lực cho em gì nữa. Anh còn ngồi ghế em đổi anh em mình quăng bí ở nhau không nhớ hả? Lương Hà hơi sụn kìa. Hả? Đức Anh bảo Lương Hà sụn. Đức Anh ơi, còn phải đi nhậu với ổng nhiều lên. Còn phải đi nhậu với ổng nhiều lên, phải rủ ổng đi nhậu nhiều lên. Chứ ổng ngại lắm. Anh cũng có tuổi rồi, người ta ngại đúng rồi. Ủa nhưng mà à đúng, đúng rồi, bình thường anh vui tính lắm ha. Mà do nay đáng rén rồi đó ba. Đáng rén rồi đó kiểu đầu tiên quay chung như thế này nè. Cho nên là kiểu anh cũng bị hơi ngại ngại xíu, hơi sợ sợ rồi đó, hơi đơ. Diêu anh đi hết giận chưa? Chưa, còn đang giận nhau. Ủa sao mọi người biết em? Chắc là mọi người coi livestream. Là có nghĩa là nó hay phản ảnh luôn trên khuôn mặt luôn hả? Ừ. Ghê vậy? Mọi người coi lâu á. À. Quá trời hạnh phúc rồi. Giữ vậy sao? Giữ vậy đó được không? Giữ vậy đó được không? Anh Lương gì? Dạ, yeah, chào em. Em coi lúc gì?
Thôi kệ đi. Nhiều quá bây giờ mình đọc không nổi. Nhiều quá, thật sự nhiều quá nha. Lên quá trời. Gọi cái gì 3K7 vậy, vậy là có nghĩa là bây giờ là không còn thành phố nữa mọi người. Đúng rồi. Và nhiều cái thành phố khác vào nữa. Linh ơi, review anh luôn hả? Review body anh luôn đi. Ôi, con quỷ sắp xanh gì rồi đấy anh? Đức Anh ơi. Gì vậy? Mấy Dung, anh lấy điện thoại, nhắn tin điện thoại. Nhắn tin nha, nhắn tin đi. Alo Dung ơi, Đức Anh. Em nhắc Đức Anh về. Đức Anh nó mê quá, trời mê nó đảnh quá kìa. Đức Anh nó đòi coi body của luôn rồi, Dung ơi, Dung ơi. Người này có cần đáng gì không? Ủa đâu hết đó như vậy trời. Là ý là mình tự nhiên đó, kiểu mình tự nhiên đó, mọi người thích mình tự nhiên đó. Anh chị cũng kiểu còn đang ngại ngại, anh tham hai đứa mình cũng kiểu còn đang ngại ngại, mọi người thích. Mọi người thích kiểu ngại ngại rồi đó. Sơ hở là tiểu phẩm. Sơ hở là tiểu phẩm rồi đó. Đấy, sơ hở. Chúc mừng Jim. Em đọc không kịp luôn á. Chào ngày hôm nay. Em có bị cận không? Em có. Jim ơi, tôi coi body anh luôn rồi. Trời Dung ơi, cứu chị Dung ơi. Alo, cô Dung ơi, cứu chị. Sao vậy Đức Anh thật sự nghe Đức Anh rất là, hôm nay Đức Anh lạnh lắm đúng không? Hôm nay Đức Anh sao quá Dung ơi, cứu chị. Thì Jim đem hôn tiểu phẩm nữa rồi. Chúc mừng anh chị. Chị Jim gì đây, cho Đức Anh chị Tha Duyên đã có bề. Nhanh quá. Anh luôn anh có tuổi rồi mọi người, comment từ từ. Tuổi tôi cỡ này bà cỡ nào. Tôi cỡ này chị bà dùng mà gì coi tập này. Coi tập của anh chị mà cứ mua rớt cái tim. Em có thể diễn lại với anh được luôn á. Em là Duyên luôn nha. Em là Duyên đi. Okay. Em là Duyên đúng không? Anh em giờ là anh thích vô. Đây em giờ thì anh cũng nói rồi. Cái người mà cái gu của anh á, nếu mà giống nhau quá thì cũng khó chấp nhận được. Đứa mấy anh khóc luôn rồi. Đúng rồi, khóc. Anh nó vô, bây giờ đây. Hôm nay khóc. Rồi anh đứng một mình cho đó đi. Không, anh nhìn sao rồi anh cúi mặt xuống. Rồi em sẽ lấy bỏ bói. Chuyên luôn. Bây giờ chắc là em là bối rối lắm đúng không? Tới đây là mọi người, mình vui tới đây. Sao mà Luna khóc vậy? Chị Luna thương tôi đó. Chị Luna sợ tôi bị luôn từ chối. Anh luôn ảnh cũng chán đó mọi người. Ê tôi thích cặp này ghê. Cảm ơn đã thích. Nhưng mà đừng có hối nha. Đừng có hối gì anh chị hết. Chị anh chị thích từ từ đó mọi người. Nhưng mà anh chị vui mà đúng không? Em cũng thích cặp đôi. Anh chị thể hiện tình yêu đi. Em thích cái cách anh chị dỗ nhau. Đúng rồi. Tự nhiên anh bắt đầu anh khóc. Còn cái anh dỗ anh luôn mà đừng khóc nữa. Xong nó tự nhiên nghe nói luôn. Rồi anh dỗ lại. Đến nè không gì. Đến nha. Còn cái anh luôn ngoài qua anh luôn. Đến. Trời ơi. Quá trời rồi. Ủa xích vô em, xích vô trong thôi lạ. Tự nhiên nó trường cái mặt em lên nhiều quá thì nó kỳ vô em lắm. Thôi anh chị được yên tâm đấy anh chị. Rồi chị Dung nhắc Đức Anh anh chị ra nhiều hơn nha. Không. Anh chị cũng nói từ đầu rồi. Thật sự là anh chị cũng có công việc và các thứ anh chị cũng bận hơn. Anh chị cũng bận lắm. Thì thời gian gặp nhau đã khó rồi. Mọi người mới chị like nữa là không có được nha. Hôm nay không ngơn. Bé nào hỏi bút em gì kìa. Cái đồ hay vậy? Cái đó là stylist mặc cho chị. Cái đó là hôm đó là stylist mặc cho chị. Nên là chị không có biết. Anh luôn mê chị Duyên chưa ạ? Bí mật nha. Sao trên nói cái gì? Sao trên nói gì?
sao trên có tình cảm lắm mà nhìn anh chị sao trên lại là thế. Ủa chứ giờ tôi thấy sao, giờ tôi thấy sao người mới vừa lòng sao ta. Tụi mình nó đang tìm hiểu nhau cho nên là thì tụi mình cũng sẽ có những cái giai đoạn mình phải từ tốn bình tĩnh mà sống. Các bạn vội thì các bạn sẽ bị nôn á, mình sẽ không có gì thích thú và hấp dẫn nữa đúng không. Cho nên là hiện tại thì luôn với Jin vẫn đang cũng nghĩa là cho nhau cái cơ hội tìm hiểu về nhau về nhiều hơn nên là mình sẽ thấy anh luôn vẫn kiểu gì nên luôn vẫn kiểu chưa có rung động. Thấy chưa? Qua anh phải giận với nó, giận với nó cho mọi người kiểu, tôi như vậy. Kiểu các bạn muốn thể hiện lời nói nhiều nhưng mà luôn thì anh giải thích cái anh nghĩ là khi một người mà ta thật sự rung động và cảm xúc thì chỉ cần hành động hay là và ánh mắt thì cả hai người đều biết là anh nghĩ sẽ đủ. Chứ mà mình show thể hiện nhiều thì nó lại không hay ha. Ủa sao anh luôn đỏ chót đó? Tự nhiên anh đi nhậu, khi mang đi nhậu đường bật lên live stream mẹ. Tim là sao vậy mọi người? Trời ơi, quá trời lượt thích luôn á. Ồ. Ôi, em không biết luôn. Wow. Wow, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu mến anh luôn và Jin nha. Đẹp trai quá anh ơi. Nãy mới chê vừa khen rồi lấy lại cái mood nè. Đó là cái mood đẹp trai nè. Anh luôn có đẹp trai được không? Nhìn càng nhìn càng đẹp như luôn ơi. À, cảm ơn. Phải khen Jin nhiều vô. Ngày mai là Jin MV. Nên là mà cái MV của em anh luôn rất là đẹp trai nha. Em về em coi. Dạ. Em về em coi lại. Rất là đúng đẹp trai. Đúng với kịch bản của em mong muốn đúng không? Hay sao hay là sẽ rất là nam thần luôn mọi người. Dạ. Luôn rất là nam thần. À. Giờ em nói làm cho anh. Anh luôn giờ này đẹp trai giống che hàng. Nam thần. Có nghĩa là chứ không đẹp. Lâm chứ không đẹp phải em mà không đẹp phải gì chứ. Các bạn nói kìa. Thật ra là sao ta anh nghĩ là Quỳnh Phô là em biết bạn đó là một bạn idol mà thấy giống đó, thấy giống không mà nhiều người nói anh là giống anh Son Joong Ki nha mọi người. Anh luôn chịu Son Joong Ki không có này, cái này là mọi người nói với anh kiểu mọi người nói anh cũng thấy thật ra là ai nhiều người cũng nói với anh cái nét như vậy. Anh đi làm á, anh đi quay phim á kiểu vậy mọi người nói trong sao anh chị không follow trên TikTok vậy. Anh ít chơi TikTok mọi người thông cảm thì không phải cái gì mình cũng các thứ các thứ mọi người. Luôn giống Chung Hain hả? Trời ơi anh Chung Hain anh cũng thích nha. Em thích Chung Hain đó. Dạ anh cũng thích anh Chung Hain. Em thích Chung Hain đó. Dạ sau này kiểu anh cảm ơn thích hai bạn này quá. Cảm ơn nhìn đáng yêu. Không thấy video quay trend nhẹ nhàng tình cảm bên chị hả? Chị Jin xin phải ho. Anh chị đọc bình luận của em đi ạ. À, đâu bình luận gì đâu, đâu thấy. Anh đâu thấy đâu. Anh chị đi đâu vậy ạ? Anh chị đang đi ăn tối. Em mê chị gì quá hả? Cảm ơn em. Chắc do đèn các bạn ơi, chứ thật ra luôn cái đèn nó hơi đỏ đỏ chứ, nhưng mà miễn là chị Jin của tụi em đẹp là được rồi. Cái lăng ghê, quan tâm anh gì, anh luôn ga lăng lắm á, đúng không? Trời ơi hai ông bà dễ thương quá, tao không biết hỏi gì hết mày ơi. cứ teo anh chị, cứ teo xe rồi đó. Mình giống cái này.
Thầy yêu tinh đấy. Mệt mà. Hai từ thôi đẹp đôi. Cái gì này là gì đây? Ok ok. Ok đó hả? À ok ok đó. Còn mấy người mà la la rồi đó. Được đó. Đó. Được đó nha. Một chiếc like đáng yêu. Anh chị trái tim nữa kìa. Mấy bạn vô sao chưa có trái tim kìa. Anh làm trái tim đi. Đây là trái tim. Trái tim. Trái tim. Trái tim đại. Cái này như mọi người nói, mất cười. Nếu tụi mình vẫn làm, tụi mình vẫn làm. Cái này dễ thương, làm khó. Nói là tụi mình xài thì mới làm khó. Trời ơi. Bè ơi, cứu bè ơi, cứu bè ơi. Cứu. Đứng ngang. Tập bè nhanh quá. Mọi người ơi, anh chị like khoảng 5 phút nữa anh chị xuống. Anh chị tắt like nha. 5 phút nữa thôi. Nhìn anh chị giống nhau. Chị cười hay tắt lọc vật lý. Ừ đúng rồi, chị bị quen. À là tắt vật lý là cười hay đánh đánh vậy? Đúng rồi, à, nó sẽ kiểu sẵn khoái. À, đánh nhẹ được chứ ví dụ mà đánh mạnh nhiều quá là người ta đau nha. Đúng rồi, đâu có đánh nó mạnh đâu. Không, ý là gặp người khác cũng vậy. À, em không có đánh người lạ. À, dạ. Người với người lạ thì kiểu thôi. À, dạ. Kiểu như mình quen mình thân á. À. Anh chị tào nhán đi hả? Anh chị tào nãy giờ rồi mà. Anh chị ăn tối chưa? À, anh chị đang đi ra ngoài ăn tối. Nắm tay đi. Em với anh nắm tay cũng là đồ giặt á, đồ giặt. Đây 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 đây. À, cứ mình là mặt đơ á, mặt đơ. Hai ông bá hài kia. Lâu lên lên sàn các bạn vui xíu. Mang năng lượng tích cực đến cho mọi đúng. Người. Cuộc sống là quá vất vả rồi các bạn ơi. Cho nên là hy vọng là khi các bạn xem được cái livestream này thì Luân và Jin sẽ mong là sẽ giúp được cho các bạn giải tỏa một tinh thần nào đó. Để cho các bạn đỡ mệt mỏi hơn trong cái hành trình của mình. Để tự nhiên cái postcard này. Tự nhiên nó chiêu ngang vậy nó. Còn hai đứa ngồi điềm đạm chứ. Xuống giọng. Chữa lành trong hành trình chữa lành rồi đó. Mà cũng đã năng lượng. Hãy nhìn vào trong đây đây có bảy chỗ tủ nào. Cười thiệt không. Thôi hai anh chị xàm quá. Mấy bé bỏ qua chứ anh chị vui quá. Anh chị dễ thương hả? Ở đây không có phát cơm em. Anh chị là chỉ có chị Hài thôi. Bây giờ em đến với Hài tình huống, Hài tình huống. Anh chị là chỉ có tiểu phẩm rồi đó. Anh chị cơm thì là vừa quá rồi. Cơm thì ai cũng khoái đúng không anh? Cái đó kiểu dạng như là đánh cái đó là cái kiểu bây giờ là gọi là cũ rích rồi. Sáng tạo lên. Tiểu phẩm. Quê mùa. Đúng rồi. Quê mùa, phát cơ là quê mùa. Bây giờ cái cặp nào mà diễn hài tốt hơn hai anh chị? Thì bây giờ mình ra mình công báo chứ bây giờ phát cơm thì ai mà không phát được. Ai có chuyện để đơn giản. Đúng rồi. Chuyện bây đơn giản mà... nhà làm ai cũng làm nhà làm. Cái đó kiểu sự sạch trợ sử nhà làm ai cũng là có rồi bây giờ vậy. Mấy mà... đứa mà ai thấy mà ai mà cặp nào diễn hài hơn hai anh chị thì mấy đứa đó. Kiểu là nói chứ. Bây giờ phát cơm ai cũng phát. Sơ hở hai anh chị tự phẩm à. Cùng tần số nó vậy đó. Cái con này ai nói là anh Huy nói đúng không? Huy Huy nói. Cùng tần số nó vậy đó. Ủa là sao bấm cái là sao vậy? Em không biết. Em biết mình có tình huống với em mê. Bắt đầu thấy anh luôn bắt sóng chị Diên rồi. Đâu anh chị bắt sóng từ ngày đầu mà em bắt sóng thì mới ngồi ở đây chứ không bắt đâu. Không có radar để là không ngồi được rồi. Có radar để là tụi chị mới ngồi ở đây livestream. Muốn ăn cơm thì qua nhà Mel Na, muốn tiểu phẩm thì xem Luân Chi Diên ở nhà.
mà buồn quá là kiếm anh luôn với chị Duyên liền. Làm chị bóp cáo mấy, mấy đứa mà mình kiểu thứ nhất là mình sẽ chia thành nhiều khu, ví dụ như là xa quê, hài tiểu phẩm xa quê, cái nhiều cái chuyên mục quá, hài trong xa quê, hài tiểu phẩm tình huống ngày thường, kiểu gặp nhau nơi chốn lạ, đó phải chia nhiều cái mảng, trong nhiều cái mảng vậy thì em đáp ứng cho nhiều cái khách hàng khác nhau, hiểu không? Anh thích chị Duyên của chúng em chưa? Tháo niềng răng đổi tên OTP như lưu. Cái gì là sao? Đổi tên OTP đúng như là mọi người sẽ đổi tên là qua mình như vậy đó. Là thích gặp này quá. Gì là sao? Nhìn dữ gì đó. Mới đã thích cô từ không. Trời ơi hài dữ luôn á. Bé này nói gì? Bé này vội quá. Em coi trên TV thấy anh luôn cũng được mà sau này thấy anh luôn ốm. Anh kiểu kiểu ốm hả? Vì kiểu mình chắc có thể là ôm nhiều quá cái ốm, yêu nhiều quá cái ốm. Thấy không? Người ta hay nói câu vậy đó. Không, mấy bạn hỏi là anh ốm hơn trên hình. À, tại vì lên máy quay á nó sẽ kiểu tăng lên, mỗi người tăng lên 20 kg rồi đó. Không, mà đợt trước tính là đợt trước. Nhưng mà sao ngộ là đợt này anh nốm thì được chứ anh. Đợt trước, đợt này anh có giảm thật hơn được chứ. Nhưng mà đợt trước anh mặc đồ trắng. Đợt trước ốm. Ốm rồi, bây giờ mọi người nói ngược lại. Bà mẹ ba con mà mê hai ông bà này. Nghĩ vậy sao? Nghĩ vậy sao? Đứa thứ tư chưa? Rồi, chữa lành liền, chữa lành là tốt không sao, có đứa thứ tư qua. Bà mẹ ba con. Thôi anh nghĩ nghĩ được vậy luôn. Em không nghĩ được vậy luôn á. Mấy bé đặt tên cho hai đứa mình là Duyên Lu. Là Duyên Lu. Lu Du à? Lu Duyên. Lu Duyên à? Lu Duyên. Trung Quốc à? Ừ. Lu Duyên. Chị ơi, chị dỗ anh luôn nghe tiếng không hả? Không cảm gì em, chị vui quá đó. Em thấy vui quá. Các bạn sáng tạo nội dung lên, comment ví dụ comment mà sáng tạo đồ lên là mình sẽ đặt những hành động đồ. Chị đừng má anh đi hả? Ngày thường đó, hoạt động ngày thường rồi đó, hoạt động ngày thường rồi đó. Kiểu trong này có những cái hành động phải đột phá, có tính mang tính gọi là ứng dụng đời sống. Ví dụ kiểu vậy như là kiểu bây giờ là chim nó đang đứng đất nè. Họ là không là tự nhiên cái ly nước rồi túi cây dùm nè, em anh nói chuyện em biết túi cây đó chữa lành rồi gần tự nhiên rồi đó, rồi em cầm máy canh đứng đất. Cười dữ luôn á, đây bả khóa mà cười dữ luôn á. Anh chị like lâu chưa hả? Lâu dữ rồi, sắp tắt rồi đấy. Sắp cũng đến giờ rồi. Chương trình sắp phát sóng thì cũng có giờ kết thúc ha. Hai ông bà này la cười không luôn. Chứ người ta vui quá không chưa phát cười. Yếu tiếng Trung trúng tiếng yêu ạ. À, thính yếu tiếng Trung trúng tiếng yêu. Thính. Rồi không biết tiếng Anh chỉ cần có tiếng em là được. Anh đưa chị về trước 10 giờ giùm em. Yên tâm. Em coi chương trình lúc anh luôn bỏ đi xuống em khóc quá trời luôn. Đúng rồi, thật sự á, sau cái đợt chương trình nó sống á, chị cũng nhận được nhiều tin nhắn là khóc dữ quá, coi 10 lần rồi vẫn khóc. Rồi cái đoạn là anh luôn ảnh bỏ chị một mình anh đi xuống. Thì đó, mọi người cũng đồng cảm, mọi người khóc. Ở nhà chị coi vẫn khóc nha mọi người. Kiểu như cô chú xung quanh kiểu khóc luôn. Khóc cho chị quá trời luôn. Là tưởng anh luôn ảnh từ chối thì tại vì chị Duyên đã môi hết tim gan ruột đến tỏ tình anh, mà anh đã lúc nào anh từ chối như vậy. Nhưng mà ảnh xuống lấy bộ mối mọi người. Lúc đó đúng sợ luôn. Lúc đó trời luôn rồi. Chết rồi. Chuyến này không còn mình nuôi. Chuyến này là một chiều chứ không có cứu hồi được nữa. Đúng rồi. Mọi người hơi trắng tay rồi. Gì
Nhưng em xem mà em chảy nước mắt rồi thương yeah. em. Trời ơi, khúc đó em khóc thét. Khóc thì ngày mai nhớ xem MV chị Di nhiều nha. Mọi người ở đây ủng hộ cho MV của chị Di nhiều nhiều nha. Đó là một cái gọi là cái lời mà cảm ơn cũng như là các bạn thương chị Di có thể hiện một tình cảm ở đó. Thì hy vọng rằng là ngày mai các bạn sẽ các chị Di thật là nhiều để mà MV chị Di được đăng tỏa cho nhiều người biết tới hơn nha. Ừ, em tưởng anh luôn hướng nội. Luôn hướng nội đó. Nội bài. Nội bài. Lê Quỳnh Linh là một bạn ở trong học sơ luôn. Kìa, có bạn hỏi nếu chị Phương Anh không rỡ rối thì anh vẫn ra về với chị Diên đúng không? Ừ, thực ra là khi mà anh đã có câu trả lời cho riêng mình rồi thì anh nghĩ là đến lúc mình nên dừng lại nó sẽ hợp lý. Và anh nghĩ là từ trong một cơ hội giống như anh đã nói trên sân khấu để mà tìm hiểu được Diên. Tại vì cô gái này rất xứng đáng và rất tình cảm, cũng như là cô ấy đã gái đã rất là mang đến cho mình một rất là nhiều cảm xúc đi từ con người này đến người khác. Lúc mà anh chuẩn bị quá nhiều cái mì quảng nữa đó. Đúng rồi. Mẹ anh hỏi là ăn mì quẹo đó ngon không? Trời ơi, lúc đó kiểu ăn kêu. Tại vì anh không biết là em có thể nấu được cái món đó. Tại vì món đó là món mà mẹ anh hay anh thích ăn và mỗi lần mẹ anh hay gọi lại. Em xem YouTube dữ lắm đó. Lúc anh luôn đi xuống lấy bảo bối, em nghĩ chuyến này xong chị Diên trắng tay luôn rồi. Đúng rồi, lúc đó chị đứng mà chị rung, chị nói chết rồi trắng tay rồi. Chị em lên đỡ em đi chứ em đứng không dừng nữa rồi. Thôi mọi người coi thì mọi người không biết chứ cái trường quay lúc đó đó, thật sự cái bước đi của anh luôn nó rất nặng. Mỗi lần mà anh luôn bước đi một cái là nghe tùng 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 tùng. Chị thì chị buồn quá rồi, mà cái bước chân nó rất là nặng, bởi vì chị khóc nhiều. Chị tự có đánh trống. Không. Đánh đôi cô. Anh đang đang mút. Lúc đó là chị kiểu là rung lắm rồi mà cứ anh đi cứ tùng 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 rồi. Chị mệt quá đó. Chị nấu lại mì quảng chưa? Khi nào anh luôn muốn ăn thì chị sẽ nấu nha. Bảo bố chị Diên giữ hả? Đúng rồi, bảo bố chị vẫn giữ, chị đang giữ. Nhìn anh chị giống dữ luôn á hả? À, cảm ơn em. Tối nay anh Tường bị đánh nhiều quá. Tại anh chọc cười chị á mọi người, anh luôn hay chọc cười chị lắm. Cười nức nở với anh luôn á. Hóa ra các bạn cũng rất là cảm động và đồng hình như là các bạn cũng chung cảm xúc với em. Chung cảm xúc với em. Mày chung cảm xúc với em và cũng như là các bạn giống như là không phải riêng em đâu mà các bạn kiểu đồng cảm luôn á. Thấy khi mà lúc mọi người vào thấy mọi người xe quá trời là kiểu cái việc đồng cảm em rất là nhiều. Ước được ăn mì quả chị Diên nấu không, chị luôn mới được thôi. Ờ, ghê vậy ta. Chị mới nấu thôi, chứ mọi người cũng biết mà. Còn là biết gì? Chị lười nấu ăn không? Mọi người, chị hay mua đồ ăn, chị không có nấu đâu. Ồ, hello em. Trong này có ai là ở Đà Nẵng không? Cái này là trong này là anh hết đủ dùng miền hết đó nha. Hà Nội, Cà Mau, Kiên Giang, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã yêu mến hai đứa mình nha. Và kết thúc chương trình một cái like 1.000 người thật đến đây để hẹn gặp lại đấy. Chứ bây giờ mà tôi lôi cái đồ chơi ra cho các bạn là không có còn đồ chơi nào là lần trước tiếp theo mùa sau nữa. Mùa 1 kết thúc ở đây. Bye bye mọi người, bye bye. Lần đã đến. Bye bye mọi người nha. Vậy là mọi người sẽ ủng hộ cho Duyên và cũng như anh luôn trên chặng đường sắp tới nha. Bye bye. Mình làm cái team đi rồi.